Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Ezi đây, tiếp tục với series đó chính là Huyền thoại hải tặc đại chiến nha anh em ơi. Rồi, ok và let's go nào, chúng ta lâu lắm tới mới có chơi tựa game ở đây. Và đang mới có ra tướng mới anh em ạ. Ra tướng mới, đây, đây chính là ra tướng mới của chúng ta. Big Mom tân niên anh em ơi, Big Mom tân niên, lễ hội One Piece các thứ và có cả cốt mới luôn. Cốt mới của cái ngày ông công táo á, tiễn ông táo về trời, sẽ có một cái cốt mới. Từ từ để mình sẽ vào để lấy cốt cho anh em nhé. Có năm nào cũng sẽ có cái cốt ở của ngày ông công táo luôn ha. Gift cốt này, xem nào. Huyền thoại hải tặc đại chiến ông công táo về chầu trời ha. Thì chúng ta sẽ ấn vào trong cái sự kiện thôi. Đó lắm mình mới vào đấy. Cái đội hình của mình bây giờ chắc là bị out meta hết rồi. Chắc là bị ăn đấm thì thôi rồi anh em ạ. Sự kiện tháng à, đâu nhỉ, ưu đãi đúng không? Ấn vào đổi quà gift code này sẽ được thêm cái gì ra? Tôi không không rõ được cái gì, chắc là được quà ngon ngon đấy. Vậy tôi có một cái gift code tuần nữa nhé. Gift code tuần tuần này tôi cũng chưa nhận luôn. Phải đợi 10 giây anh em ạ. Đây, ôi, 10 thùng bia. Cái gì thế này? Quà không không phải là ngon lắm đâu anh em ạ, nhưng thôi có cũng hơn không ha. Có cũng hơn không được tặng thêm một cái gì đấy để mở anh em nhá, cho có thêm một cái đồ gì đó đây, mở ra nhận ngẫu nhiên một phần thưởng. Ui trời ơi, tôi cứ tưởng là con gì. Tướng Việt tướng mới nó ở đâu nhỉ, chắc là Minh Mẫn hoặc là Minh Mẫn thật anh em ạ. Big Mom tân niên đây. Wow. Cho mình cố gắng lấy một con binh mà tân niên này cái nhờ. Tướng chỉ huy Misery khủng bố, tấn công 3 mục tiêu, máu cao nhất gây sát thương bằng 600%, công kèm theo sát thương trực tiếp bằng 20% tối đa, tấn công 3 mục tiêu anh em ạ. Tăng bản thân 30% công, xuyên thủ, kháng xuyên thủ, tốc độ 50 nộ, 60% miễn sát thương chuẩn, 30 miễn chống, thu hợp linh hồn, mỗi khi con đồng đội bị hạ gục, bản thân sẽ nhận được một tầng homie. Có nghĩa là mỗi khi mà đồng đội bị chết đấy và tăng thêm khoảng 40% sát thương chuẩn duy trì trong 2 lượt. What the hell man? Đây là tướng giới hạn này anh em. Hình như con này là tướng giới hạn hay sao ấy? Bá thế nhờ. Tôi còn có đủ bia không? Tôi còn tôi sao tôi có 17 thùng bia này thì ăn ăn nồi rồi. Đúng là ăn nồi rồi anh em ơi. Ok, làm sao mà lấy được con Big Mom mới được để review cho anh em đây? Tôi thấy thấy khó khó quá nhỉ. Vừa nhanh nhẹn nó có Aokiji Kujan này, có Aokiji chắc là ngon nha, là mới nhất rồi anh em ạ. Aokiji nhanh nhẹn là chúng ta sẽ mở cái tướng nhanh nhẹn nhá, chứ một đặc biệt thì cứ đập tướng nhanh nhẹn thôi. Nó có Aokiji Kujan anh em ạ, có đấy thì mình cũng chưa sở hữu ha. Tôi sẽ lấy thêm một cái nữa trong sự kiện, cái này không có thấy thì cũng bó tay chấm com ha. Không biết làm nào, đổi quà được thêm 10 thùng bia nữa thì phải. Thêm có 10 thùng thôi, không nhiều lắm nhờ. Tôi có 8.900 thì cũng không đủ. 150 thùng thì khó quá nhiều, thật sự là khó quá để đấy được con ấy, quá khó. Quá khó rồi, bây giờ có cái đổi được cái gì không? Vàng sô cô la. Có đổi là thùng bia biết gì không? Thì không không rõ. Tích lũy VIP, triệu hồi thú cưng, xu vòng quay. Khó nhé. Chiêu mộ đặc biệt, chưa tập hải tặc sẽ được thêm cốc bia anh em. Rồi hải tặc đổi lính chì sẽ được thêm cái điểm để đánh cái thằng ở trong này, kho báu huyền thoại này. Có thể mua được cái gì đấy không? Không đủ game luôn, ít nhất phải 12k mới đủ đổi như này cơ. Tôi không không đủ tiền. Kim tự tháp, Vegapunk shop, truy nã, shop Akainu này anh em. Đánh ông này để kiếm game thôi, không biết làm nào. Thật sự là không biết làm nào luôn. Với tôi sẽ đi đổi. À, có shop cỏ bốn lá này. Còn cỏ bốn lá đâu? Hết rồi. Đổi cái cỏ này ở đâu ra nhỉ? Cỏ bốn lá đổi đâu ra nhỉ? Mình cũng không rõ là đổi cỏ bốn lá ở đâu luôn. 36 con à. Oh my god, con này là hơi bị oảng ấy nha anh em. 36 con thì vẫn đổi được thôi, nhưng nó sẽ hơi bị mệt một tí thôi.
Không sao anh em nhé. Hết luôn ạ. Đây trên này toàn à đấy, tướng đầy thay. Nhưng mà đây là tướng hiếm à, phải không? Đây là tướng tướng hiếm à, Cracker này. Đổi đi trong tiết đây, tôi mở ra được mà anh em. Hình như tôi cũng còn rất là nhiều những cái mảnh ấy, mảnh tướng ấy. Cứ mở hết ra thôi. Sanji hắc ẩn, Sanji hắc ẩn không cần à. Ben Batman. Mecha Frankie. Đây là tướng SS anh em ạ. Robin Wano mình tích từ bao giờ đây mà nhiều thế này nhở. Queen ạ. Katakuri ạ. Ô Big Mom gì kìa. Big Mom gì đây anh em. Ô tướng mới này. Kozuki Hiroji này anh em. Kozuki Hiroji. Được tướng mới không? Có được Kuzan không? Aokiji Kuzan không? Không được anh em. Thế mới điên. Rồi tôi nghĩ tôi sẽ mở những cái tướng này ra anh em nhỉ. Được 32 thôi. Không nhiều lắm. Nhiều phết đấy chứ nhờ. Không ít đâu nha anh em. Tôi bắt đầu tôi đi đổi đi. Nhờ, nhất là tôi thấy nó có được một con tướng gì đó ở trong túi đồ. Bim mâm cũ. Bim mâm cũ thì phải anh em ạ, không phải bim mâm mới. Ok, tôi đang tìm ổ bim mâm cũ. Bim mâm cũ. Không phải bim mâm tân niên anh em nhỉ. Khá là buồn là không được bim mâm tân niên luôn. Tôi lại đi đổi ở trong cái vậy. Thêm cốc bia và thêm có tí này thì ít quá nhỉ. Không ăn thua. Lễ hội vòng quay. Làm nào bây giờ? Chúng ta sẽ lại phải đi đổi thôi. Ấn vào trong cái sự kiện là phải đi đổi thôi anh em. Không có cái nào khác. Chứ ta phải tặng đổi lính chì. Bắt buộc phải đổi rồi. Không đổi không được. Không đổi không được anh em nhá. Đâu rồi, tôi đổi đi anh em ơi, mới có tướng này để dành. Tôi đổi nhất là phải được hai ba con nữa anh em ạ, nên có thể thoải mái luôn. Mình vừa mở ra rất là nhiều. Mở ra cực kỳ nhiều luôn. Chọn này, mở, đổi, đây rồi, tiếp tục là triệu hồi cái này ra. Ô, mình có đủ cái này không? Ui chết rồi. Đá cường hóa không đủ thì đổi cái gì? Thiếu nhiều quá nhờ. Oh my god. Thế điên. Không đủ tiền luôn. Sóc cả 4 lá. Biết đào ra sóc cả 4 lá đây giờ. Boss Akainu đập thôi. Mỗi lần được thêm 300 game. Sao không được cái hôm ấy nào nhở? Không được một cái nào luôn ạ. Sóc Akainu chắc lại phải mua gói này thôi. Bim mâm tân niên nhỡ đâu lại được thùng bia hoặc là hẳn luôn con bim mâm tân niên. Hoặc là để đổi game anh em, tôi nghĩ là đổi game trước à. Tôi đang thiếu game quá. Thật sự là thiếu quá nhiều game. Để xem được cái gì nhá. Có 17 thùng kìa. Chết dở. Dương bot may mắn. Ui dồi. Không được cái gì luôn. Khá là đen nhỉ. Khá là đen đời. Ui, what the fuck, không được tí game nào luôn ạ. Đùa tôi thật sự luôn. Quá là đùa luôn. Không biết làm thế nào. Cái cỏ 4 lá đấy là... là làm gì ấy nhỉ? Cỏ 4 lá như là chơi vòng quay này để quả cỏ 4 lá hay sao, phải không? Đúng rồi, chính xác anh em. Không sai đâu được. Chính xác là phải chơi cái vòng quay này. Không ổn tí nào giờ nhưng mà có cốt là được rồi anh em nhé. Ok, xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.